Như vị thấy thì các chị đang chuẩn bị những cái phần quà cho những người nghèo ở đây, tức là sau khi mà đó đã được khám chữa bệnh xong đó thì ra đây là các chị sẽ phát quà. Về phía chị Hương thì chị có những cái phần quà nào chị Hương? Những phần quà mà công ty Diệp Nghĩa hỗ trợ để giúp cho người dân ở đây thì tiền mặt và quà. Tức là mỗi người được một cái giỏ quà lớn như thế này. Wow, mỗi người được một cái già giỏ quà lớn như thế này từ công ty Kèm Nghĩa. Trong đây thì chúng tôi thấy có một số áo, rồi thì là có những dầu ăn, bột ngọt. Ở trong này thì mỗi người dân sẽ có một thùng mì, rồi một chai dầu ăn 1 lít, rồi một ký đường, rồi nước mắm, nước tương, bột ngọt, quần áo, sữa tắm. Dầu gội rất là nhiều, nhu yếu phẩm đó. 100.000 tiền mặt. Còn quà như thế. Tức là ngoài cái chuyện mà quà tặng ra thì mỗi người còn được tặng tiền mặt nữa. Wow. Tổng số tiền mà để chuẩn bị cho cái chương trình này là bao nhiêu tiền chị? Tổng số tiền Kèm Nghĩa là hỗ trợ cho người dân ở đây thì 120 triệu, tức là khoảng 6.000 đô la Mỹ. Và thưa vị, ngoài cái chuyện mà đem phần quà tặng đến đây thì tôi thấy là phần lớn là những người mà đến đi khám chữa bệnh, đó là những người lớn tuổi rất là nhiều. Thật ra chị Nhiên đây cũng cùng một đoàn với các chị trong công ty Kèm Nghĩa có những cái món quà thiết thực hơn cho những người lớn tuổi, đó là gì đó thưa chị? Để hỗ trợ những người già lớn tuổi ở nông thôn, là tôi có chuẩn bị một số mắt kính độ, kính lão, cũng nói chung là kính lão nữa, để mai giá đọc sách rồi để cho phục vụ cho các lão ở nhà quê mình. Thì cái này là cái mà thiết thực nhất mình để sau lên trời nên mình có chuẩn bị. Và cái chương trình mà cho kính này mình cũng tổ chức thường xuyên để ghép chung với mai già Nghiệp Nghĩa. Đem lại ánh sáng cho những người lớn tuổi thì còn gì tuyệt vời bằng. Và chúng tôi thấy là phần lớn ở đây là những người mà đến khám chữa bệnh toàn là những người phải nói là lớn tuổi, nghèo khó hết. Họ đến đây từ rất là sớm để mà đợi đoàn. Và các chị quý vị thấy ngày hôm nay đi từ Sài Gòn xuống đây cũng gần 1 tiếng đồng hồ, bỏ qua ăn mặc rất là giản dị để mà có thể hòa nhập với lại bà con ở đây. Cái đó là cái cách hay mà chúng tôi thấy là các chị làm từ thiện đó. Cũng là mình làm sao mà mình gần gũi lại bà con, phải không? Tôi nghĩ rằng là những cái đợt mà làm từ thiện như thế này thì chúng tôi luôn luôn là thể hiện hòa đồng với người dân. Dạ. Và càng giản dị càng tốt, gần gần gũi người dân tốt. Bởi vì chúng ta đừng nói rằng là của cho không bằng cách cho. Điều đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên là mấy chị em ở đây là với cái tinh thần và với tấm lòng của mình là cũng muốn gần gũi và chia sẻ với bà con ở đây. Dạ. Còn chị Hồng cảm nghĩ gì như thế nào khi bà xuống đây gặp các bà con ở đây? Phải nói là đang rất là mong chờ được khám chữa bệnh và được tặng quà đó. Chị thì thường xuyên công tác từ thiện như thế này thì chị rất thích và rất vui, tại vì mình được tới nơi vùng sâu vùng xa để chia sẻ một phần nào với bà con. Điều số quà thì cũng không nhiều, nhưng mà đây là cái niềm vui để chia sẻ cho đồng bào cùng nhau chia sẻ. Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem một số hình ảnh về cái chương trình mà khám bệnh từ thiện cũng là tặng quà của các nữ doanh nhân nhóm Mai Vàng cũng như là công ty Kèm Nghĩa tại xã Thanh Phú thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An.